Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân Miền Tây Mỗi Người Sáng Tạo. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ clip dán gạch nha cô chú anh chị. Thì vừa qua mình cũng lâu chưa có quay lại dán gạch cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì hôm nay mình sẽ quay tiếp công việc hàng ngày. Mình dán gạch ốp gạch tường 30-60 nha. Thì hôm qua mình đã có ốp nước được bao nhiêu đây. Thì hôm nay mình sẽ dán dòng khu vực này nha, rồi mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem để cách và chìm những con đội nâng con đội gạch đó lên và đi hộ ốp gạch trên tường nha. Rồi mình mời cô chú anh chị và bạn xem tiếp công việc mình làm.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.